qua đi anh ơi. Xe trong container chạy bằng chạy trong cao tốc trung lương thế container đợi hai cái xe kia. Quay video rồi anh ơi, để tôi gọi. Dân hộ anh đọc đây, anh 51C 57398 số C 51B 57398 51C 57398 rồi quay video, đang quay video lại nè, mấy nay về tung lên là chết liền thôi. Hay ho gì đâu mà rồi sẽ trả giá thôi. Cái gì thôi. Má bể cái hậu rồi lấy gì đâu trả rồi. Nó bật đập bể cái hậu xe anh đúng không? Đập rỡ cái hậu luôn rồi. Rồi. Nó lấy dao đập rỡ cái hậu luôn. Rồi anh đập số xe lại đi. 51C57398. Tài xế côn đồ trên cao tốc Trung Lương. Hai xe container dàn ngang trên đường. Có số điện thoại của công an Tân Trúc không chú? Đấy mọi người, mọi người làm chứng đi, xe container ép đúng không? Ép xe xe khách Thịnh Phát đúng không? Chiếc container 51C57398. Tài xế côn đồ. Nó chạy hai xe dàn ngang dàn ngang dàn ngang dàn ngang hoài, cái đổ nó không cho ai qua hết trơn á, động rồi con lặn vô con qua cái đầu nó ép xe con, bây giờ nó chặt, nó lấy dây vào cho nó chặt, nó đập một gãy kiếng hậu con luôn rồi. Có làm bằng chứng hết luôn, khách quay camera hết luôn chú. Giờ nó chặt gãy kiếng hậu bên tài con, nó lấy dao nó đập rồi, con không dám mở cửa luôn, có khách làm chứng hết từ đầu tới cuối luôn á. Xe bình 28 người khách luôn.
Đâu có, bây giờ nó chưa mới tới Tân An à. 51C. Nói chung nãy lưu vô đây chứ không có nhớ. 57398. Năm công xin ơn. Chặt lại cái nậu, nó vào chặt lại cái nậu.